để có thể hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 mà chính phủ giao. Trong những tháng cuối năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cùng các đơn vị thành viên chủ lực quyết tâm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất kinh doanh. Để hoàn thành được mục tiêu đặt ra, PVN đã chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên trong việc thực hiện chương trình hành động về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của dầu khí, tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp ứng phó kịp thời cũng như biến động của giá dầu từng thời điểm, kiểm soát vận hành an toàn ổn định các nhà máy công trình dầu khí, thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác khoảng 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ mét khối khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Có thể nói, việc giá dầu giảm sâu kéo dài có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các đơn vị phải đối mặt với khó khăn do nhiều dự án phải giãn hoặc dừng tiến độ. Thế nhưng năm nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 và tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.